Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh Bee Audio Sài Gòn. Ai đang xem kênh của Bee thì quý vị nhớ nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh để cho quý vị thì quý vị mới liên tục có những sản phẩm từ mình. Và hôm nay Bee sẽ phối ghép một bộ rè bao và một đôi loa đến từ Đức cho quý vị cùng thưởng thức. Đầu tiên là một đôi loa này cũng quá quen thuộc nếu như ai liên tục theo dõi kênh của Bee, một đôi loa đến từ hãng Saba. Dòng này là dòng loa kiểm âm, dòng loa ở phòng thu nha quý vị. Nó có model là Acoustic Monitor 130. Độ nhạy của nó rất là cao, 96 decibel nha quý vị. Nó có hết thông tin ở đây, mình quay kỹ cho quý vị xem. Nó có 3 loa, một loa bass, một loa mid và một loa treble đây. Và nó có núm căn chỉnh ở đây, núm căn chỉnh dạy cao. Thì cái dòng này Bee giới thiệu cũng rất là kỹ và cũng test nhạc với nhiều loại âm lê cho quý vị cùng nghe rồi. Hôm nay mình sẽ phối ghép với cái rè và nó còn lưới nha quý vị. Đây là lưới của cái model này đây ạ. Lưới khung nhựa rất là chắc và dài. Và thật sự cái model 130 này thì màu đen rất là nhiều, nhưng màu gỗ lạ này nó rất là ít nữa ha. Ít chứ không phải là hiếm nha quý vị. Bee thấy nhiều chỗ có màu đen là đa số, nhưng Bee đang có là màu vàng, gỗ lạc. Và ba cái loa, cái kìm của nó còn rất là mới, không bị ten, bị gì hết. Và nó còn luôn những cái núm bảo vệ phía ngoài này quý vị ạ. Núm này bằng nhựa thì thường hay bị gãy, nhưng mà cái loa này thì còn luôn. Và đôi loa này Bee bán với giá là 13 triệu đồng. Và hôm nay Bee sẽ phối ghép với bộ rè bao đến từ hãng Mitsubishi, hay ở nội địa, thị trường nội địa nhạc thì nó gọi là Dear Tone đó quý vị. Và bộ rè bao này với model là 600. Và nó thêm có không những có rè bao mà có cả cái toner nữa nha quý vị, FM nữa. Và Bee bán thì bán nguyên bộ chứ không bán tách rời. Và giá của cái bộ này thì 8.500.000, cả ba cái rè bao và toner. Và nó cùng model là 600. Như quý vị nhìn thấy đây, A600 nè, B600 và F600, màu trắng rất là đẹp. Nói chung là còn rất là đẹp quý vị ạ. Và nó có đèn center này, trên này có đèn sáng. Và ở dưới cái bao này nó có hai cái đèn VO ở đây. Và công suất tiêu thụ của nó là 150W trên 1 thùng công suất tiêu thụ điện của nó 150W. Và nó đánh được hai cặp loa với trở kháng từ 4 đến 16 ohm nha quý vị, rất là hiếm. Không biết hôm nay Bee phối ghép cái bộ này quý vị nếu như quý vị xem nghe thưởng thức như thế nào thì hãy bình luận bên dưới nha. Và bây giờ Bee xin phép được test nhạc cái bộ đôi này để cho tất cả chúng ta cùng thưởng thức. Bee trân trọng cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những chương trình tiếp theo. Mùa tiễn đưa một người.
mùa nhung nhớ, nói mình đã lại với mỗi mùa.